Như đã phản ánh trước đó, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đang được dư luận quan tâm bởi dàn lãnh đạo nhận lương cực khủng, trong khi doanh nghiệp này đang nợ như chúa chổm. Chưa kể, lãnh đạo cấp cao của công ty đang bị khởi tố để điều tra. Câu hỏi được đặt ra, ai là chủ nợ của những khoản tiền khủng này? Thông tin chi tiết sẽ được đề cập trong nội dung ngay sau đây. Chủ nợ từ trong đến ngoài nước. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk có trụ sở tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, là doanh nghiệp được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào năm 2016. Công ty này có vốn thuộc sở hữu nhà nước, chiếm 99%. Công ty này kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như trồng, khai thác, chế biến cao su, kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Theo tìm hiểu, thời gian qua, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp này không được sáng bởi nhiều nguyên do như nhu cầu thị trường mặt hàng chỉ thun giảm, dẫn đến sản lượng tiêu thụ đầu ra giảm đáng kể trong quý 1 năm 2024, giảm khoảng 121 tỷ đồng. Giá mủ cao su trên toàn thế giới giảm làm cho doanh thu bán mủ cao su giảm. Doanh thu năm nay sụt giảm tương ứng giảm 19% doanh thu so với năm trước, làm cho lợi nhuận gộp toàn công ty của năm nay giảm 32,72% so với năm trước. Việc kinh doanh không được thuận lợi, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đang cõng nhiều món nợ khủng cho nhiều gói vay ngắn hạn và dài hạn. Cụ thể, công ty này vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk năm 2022. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay tùy từng thời điểm nhận nợ, thời hạn vay dưới 12 tháng. Hợp đồng cho vay có hạn mức tín dụng 10 tỷ đồng vào năm 2023, thời hạn vay 9 tháng, lãi suất vay theo từng khế ước vay. Mục đích sử dụng bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động trồng, sản xuất, kinh doanh chuối. Vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk vào năm 2023. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay tùy từng thời điểm nhận nợ, thời hạn vay dưới 12 tháng. Vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào vào năm 2021 để bổ sung vốn lưu động với lãi suất ban đầu 9% một năm. Đối với khoản nợ bằng đồng kíp của Lào và 6% một năm đối với khoản nợ bằng đồng đô la Mỹ, lãi suất sẽ điều chỉnh định kỳ theo thông báo của ngân hàng. Thời hạn vay 7 tháng, hạn mức vay 40 tỷ kíp Lào. Vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Đắk Lắk năm 2023. Mục đích vay là bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Lãi suất vay tùy từng thời điểm nhận nợ, thời hạn vay dưới 12 tháng. Vay ngắn hạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk năm 2023. Mục đích vay là bổ sung lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Hạn mức vay của hợp đồng là 10 tỷ đồng. Lãi suất được xác định tùy từng thời điểm nhận nợ. Thời hạn của mỗi khoản vay tối đa là 7 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân. Vay ngắn hạn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Đắk Lắk năm 2023. Mục đích vay là để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất chỉ thun tại chi nhánh nhà máy chế biến chỉ thun giai đoạn 2023-2024. Hạn mức cấp tín dụng là 5 tỷ đồng. Thời gian duy trì hạn mức tín dụng là 12 tháng, lãi suất và thời hạn cho vay được xác định theo từng giấy nhận nợ. Vay Ngân hàng Việt Lào năm 2022, hạn mức tín dụng là 50 tỷ kíp Lào để bổ sung vốn lưu động. Thời hạn vay 12 tháng, lãi suất theo mức lãi suất áp dụng của Lào Việt Banh trong từng thời kỳ, thể hiện trong bản cam kết rút vốn từng lần cụ thể. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 291 và 293. Do Phòng Quản lý Đất đai Champasak cấp ngày 31 tháng 3 năm 2009 cùng với tài sản gắn liền trên đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất theo giấy phép cấp quyền sử dụng đất nhà nước số 03 năm 2009 do Cơ quan Quản lý Đất đai tỉnh Champasak cấp ngày 24 tháng 8 năm 2009 và một số tài sản là máy móc thiết bị chế biến mủ, từ cán bộ, nhân viên đến chủ nợ bất đắc dĩ. Bên cạnh các khoản vay ngắn hạn, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk còn vay dài hạn từ năm 2014 với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Lào với tổng giá trị là 160 tỷ đồng kíp Lào, lãi suất 6,5% một năm, vay bằng đồng đô la Mỹ và 11% một năm vay đồng kíp của Lào để trả nợ Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk đã đầu tư vào dự án phát triển cao su, cà phê, điều của Công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Đắk Lắk tại các tỉnh Nam Lào, thời hạn vay 11 năm. Vay dài hạn cán bộ công nhân viên theo quyết định số 126 ngày 29 tháng 3 năm 2013, không quy định thời hạn vay cụ thể. Mục đích vay là để cho công ty cổ phần chỉ thun cao su Đắk Lắk, nay là công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, lãi suất vay tính theo lãi suất ngân hàng tại từng thời điểm. Vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk năm 2022, hạn mức cho vay là hơn 30,8 tỷ đồng. Mục đích vay vốn dùng để thanh toán các chi phí đầu tư hợp pháp của dự án tái canh vườn cao su 389,45 ha tại huyện Đắk Min và Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Thời gian cho vay 144 tháng tính từ lần giải ngân đầu tiên. Lãi suất cho vay cụ thể theo từng giấy nhận nợ,
lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn. Dù đang là con nợ của nhiều nơi, song công ty cổ phần cao su Đắk Lắk rất bạo tay khi chi mức lương khủng cho giàn lãnh đạo. Đơn cử, mức lương quý 1 năm 2024 của Hội đồng Quản trị gồm ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị được trả là 76.632.000 đồng. Ông Bùi Quang Minh được trả 41.190.000 đồng. Ông Nguyễn Độ được trả 57.324.000 đồng. Ông Nguyễn Minh được trả hơn 55 triệu đồng. Ông Nguyễn Trần Giang được trả hơn 57 triệu đồng. Với mức lương trên, nhiều thành viên của Hội đồng Quản trị được hưởng lương cao hơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cụ thể, lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định chỉ hơn 13 triệu đồng một tháng, còn vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đang nợ như chúa chổm lại được nhận mức lương hơn 25 triệu đồng một tháng, cao gần gấp đôi lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Không chỉ gây chú ý bằng việc chi lương khủng cho các sếp, thời gian qua, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk còn được dư luận quan tâm khi cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều đối tượng để điều tra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí tại doanh nghiệp này. Cụ thể, vào năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Võ Tiến Hùng, nguyên phó phòng kỹ thuật kế hoạch đầu tư và Văn Đức Lư, nguyên tổng giám đốc công ty. Mới đây, hồi tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Bùi Quang Ninh, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc của Dabruco để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012 tại công ty. Vỏ bọc nhung lụa bên ngoài cùng với những tài sản cách xù luôn khiến cho những người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đó là thực trạng phổ biến xuất hiện trong nhiều cá nhân, doanh nghiệp hiện nay. Thế nhưng, không ít những cá nhân, doanh nghiệp cũng khiến mọi người phải bật ngửa khi biết được sự thật về thực trạng bết bát bên trong. Thực trạng tại công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, Dabruco là một ví dụ điển hình trong câu chuyện này. Dù đang nợ như chúa chổm, giàn lãnh đạo của công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vẫn sống khỏe. Lương của Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty thậm chí cao gần gấp đôi lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làm ăn bết bát. Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được chuyển đổi cổ phần hóa theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vào năm 2016. Công ty này có vốn thuộc sở hữu nhà nước chiếm 99%. Ngoài công ty mẹ, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk còn có 3 công ty con là công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk, công ty cổ phần cao su Đắk Noroco và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển cao su Đắk Lắk Mondulkiri và 2 công ty liên kết, công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Đắk Lắk, công ty cổ phần kỹ thuật cao su. Công ty này kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như trồng, khai thác, chế biến cao su, kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Trong quý 1 năm 2024, mặt hàng sản phẩm chỉ thun của công ty có sản lượng tiêu thụ đầu ra giảm đáng kể do nhu cầu thị trường giảm. Điều này dẫn đến việc doanh thu sợi chỉ thun của công ty này giảm khoảng 121 tỷ đồng. Cùng với đó, một số thời điểm trong năm, giá mủ cao su trên toàn thế giới giảm làm cho doanh thu bán mủ cao su giảm. Doanh thu năm nay sụt giảm tương ứng, giảm 19% doanh thu so với năm trước, làm cho lợi nhuận gộp toàn công ty của năm nay giảm 32,72% so với năm trước. Chưa hết, thời gian qua, công ty này cũng đã có các khoản đầu tư tài chính vào các đơn vị khác, trong đó có công ty cổ phần chế biến gỗ cao su Đắk Lắk với tỷ lệ sở hữu 45,13%. Đơn vị này đã tạm dừng hoạt động, đang chờ giải thể. Vốn chủ sở hữu tại công ty này đã bị âm. Do đó, công ty cổ phần cao su Đắk Lắk xác định không thể thu hồi được khoản đầu tư này và đã trích lập dự phòng tổn thất 100%. Giá trị vốn đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu tại công ty liên kết này được xác định bằng 0. Công ty nợ như chúa chổm. Bên cạnh việc thực trạng kinh doanh yếu kém, ngoài ra Dabruco đang có nhiều khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Mục đích vay để đầu tư phát triển cao su, cà phê, điều, phục vụ lãi suất kinh doanh, đầu tư tái canh vườn cao su, vay vốn để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cũng đang có nhiều khoản thuế phải nộp nhà nước như thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên, thuế nhà đất và tiền thuế đất. Hiện công ty có hơn 5.000 nhân viên đang làm việc. Bức tranh tài chính không được sáng sủa, thậm chí đang giáo diết bán cụm dịch vụ khách sạn Dabruco để trả nợ, nhưng giàn lãnh đạo công ty lại hưởng mức lương mà nhiều người mơ ước. Theo đó, mức lương quý 1 của năm 2024 của Hội đồng Quản trị gồm ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, được trả 76.632.000 đồng. Ông Bùi Quang Minh được trả 74.190.000 đồng. Ông Nguyễn Độ được 57.324.000 đồng. Ông Nguyễn Minh được trả 55.708.000 đồng. Ông Nguyễn Trần Giang được 57.024.000 đồng. Với mức lương trên, nhiều thành viên của Hội đồng Quản trị được hưởng lương cao hơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Cụ thể, lương của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định chỉ hơn 13 triệu đồng một tháng. Còn vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty đang nợ như chúa chổm này được nhận mức lương hơn 25 triệu đồng một tháng, cao gần gấp đôi của lương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hai đời Tổng Giám đốc bị khởi tố. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều đối tượng để điều tra vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại doanh nghiệp này. Cụ thể, vào năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố Võ Tiến Hùng, nguyên Phó Phòng Kỹ thuật Kế hoạch Đầu tư và Văn Đức Lư, nguyên Tổng Giám đốc công ty. Mới đây, hồi tháng 4 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng đã khởi tố bị can đối với Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Darko để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Xảy ra trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012 tại công ty. Theo kết quả điều tra, năm 2007, Võ Tiến Hùng đã tham mưu soạn thảo tờ trình để ông Huỳnh Văn Khiết là giám đốc của công ty ký duyệt và gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc xin chủ trương nhập một số giống cây cao su mới của Viện Nghiên cứu Malaysia và được đồng ý về chủ trương. Đến năm 2008, công ty cao su Đắk Lắk và đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Huỳnh Phước ký hợp đồng kinh tế về việc mua bán giống cây trồng. Trong đó, công ty cao su Đắk Lắk đồng ý mua 6 loại giống với số lượng 1,5 triệu cây với tổng giá trị 1,89 triệu đô la Mỹ. Quá trình mua bán vận chuyển cây bị hư hỏng, thiệt hại nên năm 2010, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Huỳnh Phước đã có công văn đề nghị công ty cao su Đắk Lắk chia sẻ thiệt hại, mỗi bên chịu 50%. Ngày 9 tháng 12 năm 2010, công ty cao su Đắk Lắk đồng ý chịu một nửa kinh phí chia sẻ rủi ro số cây đã bị hư hỏng, tương đương với gần 1,4 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, việc công ty cao su Đắk Lắk thanh toán 50% cây giống bị thiệt hại cho công ty trách nhiệm hữu hạn cao su Huỳnh Phước là sai quy định của nhà nước, gây thiệt hại gần 1,4 tỷ đồng. Ngoài vụ án giống cây cao su, cơ quan điều tra công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang thụ lý điều tra vụ môi giới bán mủ cao su hưởng phần trăm hoa hồng lên đến hơn nửa triệu đô la Mỹ cũng xảy ra tại công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Cụ thể, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm rõ việc công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chi hoa hồng môi giới bán mủ cao su cho công ty trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Phước số tiền gần nửa triệu đô la Mỹ có thông qua cơ quan quản lý vốn là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và có đúng quy định không. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin toàn cảnh của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin cập nhật mới nhất, mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong.